xe đi. Hả? Cô à, cô vui lòng cho xem giấy chứng minh. À, xin lỗi nha, chúng tôi sẽ đi ngay mà. Có chuyện gì vậy sếp? Thưa cô, bây giờ xe của cô từng rước một tên tội phạm trong một vụ ẩu đả. Cái này là cái gì? Cô à, cô có phải là chủ xe không? Cô có biết tài trợ vũ khí sắc bén là phạm pháp không? À, phải, là của tôi dùng phòng tân cơ mà. Nếu vậy phiền cô theo chúng tôi về sở cảnh sát hợp tác điều tra. Tôi trọng án tên Cửu Long bây giờ đang ở Dương Giá. Cô à, cô hợp tác chút đi. Thì tôi đã hợp tác rồi. Ông đòi bắt người, tôi theo ông về đây. Ông hỏi tôi cái đó là của ai tôi đã nhận rồi. Ông còn muốn gì nữa chứ? Nè, tối hôm trước có ba tên nhóc bị người ta về đánh. Có người trông thấy hung thủ lên xe của cô, còn ghi lại bản số xe nữa. Rất có thể hung khí là những vật dụng đã tìm được trong xe của cô. Cho nên chúng tôi nghi ngờ xe của cô và những vụ án mấy hôm trước có liên quan với nhau. Bây giờ không chỉ đơn giản là tàn trữ vũ khí sắc bén, điều tôi đang nói là đánh người và thanh toán. Cô biết gì thì hãy nói cái đó, không nên ôm hết một mình như vậy. Nếu không có bằng chứng thì cứ kiện tôi đi, tôi không còn gì để nói nữa. Dạ đi. Luật sư của cậu đã tới. Tôi là luật sư đại diện cho cô Tùng. Tôi muốn nói vài câu với thân chủ của tôi. Ngon thiệt đó nha. Sao? Sao mọi người không ăn vậy? Hả? Cô còn tâm trí để ăn sao? Sao lại không ăn được? Chuyện của cô vẫn chưa ổn thỏa mà. Vụ này không phải là tầm thường. Tại sao cô giả như vậy? Anh dễ đó cũng kỳ nữa. Cho dù muốn tìm người gánh cũng không nên tìm cô. Tôi đã nói nhiều lần rồi, chuyện đó không liên quan tới ảnh, không liên quan tới tôi mà. Tôi thấy bắt đầu không quen với cô rồi. Nè, cô đừng trách chúng tôi nhiều chuyện. Chúng tôi chỉ lo cô bị người ta lợi dụng. Tôi hiểu. Nhưng thật ra lần này á là do tôi tình nguyện. Không ai ép tôi cả. Thật ra ảnh không xấu như ai người đã nghĩ đâu. Trên cơ bản á, ảnh cũng tốt lắm mà. Một người tốt mà cũng xét về mặt cơ bản à? Nghe nói gần đây anh ấy gây nhiều chuyện ở Macau, còn gây ra án mạng nữa kia. Vậy à? Ê, tóm lại hai người không hiểu đâu. Thật ra tôi nợ ảnh nhiều lắm. Coi như lần này tôi trả ơn cho ảnh. Vậy cũng nhẹ nhõm hơn. Cô nợ anh ta cái gì? Bỏ đi, chuyện nó qua rồi đừng nói nữa mà. Alo. Hả? À? Nè, bây giờ mấy giờ rồi? Ngoài trời đang mưa mà. Ngủ sớm đi. Anh lại muốn bày trò gì đây? Tôi muốn mời cô đi ăn khuya. Nè 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 nè, cô nhận lời đi với tôi đi, một chút đi. Được không? Đi. Bao lâu rồi?
lẽ anh cố tình bao trọn tiệm ăn này à? Tôi biểu họ phục vụ thêm bàn của chúng ta xong mới đóng cửa, không biết như vậy có gọi là bao trọn gói không? Ông anh ạ, tôi đủ rồi, cần gì anh ạ người ta như vậy? Ướt hết rồi. Còn sao? Cảm ơn cô đã đi ăn khuya với tôi. Nếu ông thật sự cảm ơn tôi á, ông làm ơn từ nay đừng đánh thức tôi vào giờ này nữa. Cô yên tâm, mai mốt chưa chắc có dịp này nữa. Là có chuyện gì nữa? Nếu mai mốt cô không gặp tôi, có khi nào cô sẽ quên đêm nay đã cùng tôi chơi piano không? Ông còn nói không có chuyện gì à? Tôi phải rời khỏi Hồng Kông mấy ngày. Bỏ trốn? Được, có. Tôi qua Macau để làm chút việc. Hình như gần đây Macau có người chết. Phải, đó là người anh em của tôi. Không lẽ ông định trả thù giùm họ à? Tôi phải làm những việc mà họ chưa làm xong. Thật ra họ còn chuyện gì? Đòi lại số nợ. À, đòi nợ à? Thôi khuya rồi, cô ngủ sớm đi. Cảm ơn cô. Bye bye. Tôi chỉ muốn hỏi ông thêm một câu nữa. Ý của ông có phải là sau khi ông qua bên đó, ông sẽ không còn mạng trở về không? Cô lại trù ẻo tôi à? Thật ra số tiền mà ông nói là bao nhiêu vậy? Thật ra cô muốn nói cái gì? Tôi nghĩ ông cũng đâu cần tới không có số tiền đó, ông đâu phải là không có cơm ăn đúng không? Coi bộ cô cũng quan tâm tôi lắm. Nếu ông là tôi, tự nhiên nửa đêm nữa ông nói với ông những chuyện như vậy, ông nghĩ sao? Tôi đối với cô và cô đối với tôi là khác nhau. Cái gì chứ? Thì cũng là bạn bè mà. Cô yên tâm, tôi không sao đâu. Không sao? Không sao mà nửa đêm nữa không? Đánh thức tôi vậy à? Cô tin tôi đi. Cô hãy nhớ những gì tôi đã nói. Tôi nhất định quay lại tìm cô. Ông đã qua bệnh thì công ty đoán trước là ông có về được hay không? Tôi phải đi ngay. Vậy còn con ông? Jenny, má nó sẽ lo cho nó, không sao. Trời ơi, ông đã biến đổi đến vậy rồi sao? Hả? Nè! Khuya lắm rồi, tôi đưa cô lên nhà. Ông là đại ca mà, ông cần gì qua bển. Ông kêu đặt em thôi đi được rồi. Thôi được, tôi phải đi đây. Bye bye. Chị xong chưa? Cho em gọi điện thoại.
Cô biểu tôi từ nay làm sao ăn nói với anh em đây. Vậy thì từ nay ông đừng làm đại ca nữa. Một người đàn ông đến chết cũng phải vì một người đàn bà. Còn nói nữa tôi đánh ông bây giờ. Đánh đi. Thả tôi xuống. Thả tôi xuống. Nè,